Xin chào tất cả các anh em nha. Đấy, ngày hôm nay anh em mình mới vào rừng, mới gom được một mớ hàng kiến dạ hạt rừng về đây các bạn. Đấy. Kiến dạ hạt rừng đấy. Rồi, đây là hàng kiến chứ không phải là hàng trồng từ cây ra nha các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy những cái thân già như ra nè là mình nhận biết được là hàng kiến rừng đấy. Chứ còn ví dụ như nó trồng trên những cái thân, nó kích kỳ từ những cái thân già ra thì nó chỉ có một cái mầm thôi. Đang căn bản cưa ra từ... Đấy, cưa từ cái cây ra luôn rồi các bạn, thấy không? Cây nó vẫn còn cái độ tươi của nó này đấy. Cây vẫn còn cái độ tươi của nó. Đấy, bây giờ anh em mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách trồng cái loại lan dạ hạt này sao cho nó tốt. Nó bây giờ đang tiến hành là mình gắn cái chậu đây trước rồi nha các bạn. Là mình bỏ sốt. Rồi đầu tiên ấy là anh em mình sẽ bỏ sốt vào trước. Mục đích của việc bỏ sốt á, làm cho nó thoáng mát cây, nó giữ được cái nhiệt độ ẩm của cây. Tiếp theo mình sẽ cho rêu rừng vào, nó giữ được cái độ ẩm của cây, nó không làm cho cây bị thiếu nước. Bỏ một lớp mỏng thôi. Mỗi người nó có một cách trồng khác nhau, mà riêng mình thấy cái cách trồng này nó hiệu quả, cây của mình rất tốt. Tiếp theo mình bỏ phân dơ ra. Phân dơ của mình nó đã qua xử lý nấm mốc rồi bệnh tật. Cái đây là vỏ thông nha các bạn, vỏ thông đỏ đấy. Anh em mình cũng lấy từ trên rừng về, là anh em mình bắt đầu là cũng xử lý rồi đấy các bạn. Thông á làm cho các con vật, côn trùng nó không bay vô, nó hăng mùi lên. Rồi sau khi mình đã xử lý, sau khi cái lớp phân thì bắt đầu mình sẽ cho vỏ thông vào. Mình cũng bỏ một lớp mỏng thôi. Thị trường hiện nay có rất nhiều loại thông, như thông của bên New Zealand đó, nó đỏ nó vẫn tốt. Nhưng mà đây các anh em mình lấy từ rừng về để xử lý qua nấm bệnh và thuốc tăng trưởng. Đây là thông rừng Gia Lai nha các bạn. Rồi. Gia Lai Tây Nguyên ấy. Tiếp theo mình sẽ cho một cái lớp rêu rừng lên nữa để nó giữ độ ẩm xuống, khi rửa ăn xuống thì nó sẽ có độ ẩm nhất định. Rồi. Đây da cam rò đây các bạn thấy á, nó xanh sạch không tì vết, kẻ ta thông vàng luôn, không có một chút tím nào luôn, nguyên bản rừng về. Đấy, những cái cây như thế này là nó dở sổ ra bông đột biến lắm nha các bạn, hoặc là bông đẹp đó. Rồi thứ hai là mình sẽ cố định lại. Tiếp theo mình sẽ cố định nó lại để cho khi mà gió hay là bất cứ cái gì mình tưới lên nó sẽ lung lay gốc và sẽ làm hư rễ, khi rễ ra sẽ làm hư rễ. Mình sẽ sử dụng dây rút. Đó. Có rất nhiều người, mỗi người nó mỗi cách trồng khác nhau, như trồng trên giá thở của cây vú sữa hay cái cây gỗ gì đó, nhưng mà nhiều cái đó thì dù mình đã từng sử dụng qua nhưng mà nó không có tốt bằng ở trong cái chậu. Nó sẽ giữ ẩm, lượng ẩm cao hơn, thuốc than trong đó thì phân rất nhiều.
đó, anh sẽ cố định tạm thời như vậy. Rồi rồi đó các bạn thấy không, đơn giản vậy thôi. Đấy, đây là nguyên bản cương về đây các bạn thấy không. Đấy, cái đây anh em mình trồng qua một thời gian nha các bạn. Đây cái tầm 2 tháng là mình khi về chỉ có 2 mầm gốc thôi và một số mầm nhỏ nhỏ. Khi về mình kích cây, mình phun cái hàng mình chưa biết hàng mạch khoa tốt hay thừa, tốt hay đấy mình sử dụng cây duy xanh mình phun lên và cuối cùng nó ra được bao nhiêu 13 mầm gốc đây các bạn. Nó như măng mà. Rồi cái đây thì cũng hàng rừng vừa của bà cô và bác đó. Bây giờ mình kích cây thì tất cả cái đây đều rẻ cây hết, không phải ra bông, và mình cho một hai sẽ cho cái đây ra bông đây trên đầu ngọn là mình thành công các bạn thấy không. Thì nếu mà sổ đột biến á hay là sổ đẹp á thì mình sẽ có cây mình chơi, khi mà ra bông hết á tỷ lệ mà ra cây rất là khó, thành ra mình sẽ kích chỉ một ra một vài cái bông để mình coi thôi, ngắm thôi, còn lại là đa số đó mình là cây. Ở đây cây ra như đột biến lá đây, lá ăn thường thôi chứ cũng gái. Đây các bạn thấy lá sạch không, đa số là lá sạch hết, cũng mua từ rừng này, gốc đây nè, mua từ rừng vừa hết đó. Hàng mình là 90% là đây các bạn bông. Lá sạch rồi các bạn phải nhìn rõ vô nha, giờ lá nó cũng hơi mờ mờ đó, nó có chỉ có một cái đường sạch vàng vàng thôi, do đây lá non nên nó chưa được rõ lắm nha các bạn. Đấy, sau thời gian lớn các bạn sẽ nhìn thấy nó rõ. Đây, còn đây là lá mít, mua cũng từ rừng vừa chưa thấy mặt bông luôn, mình kích ra đây, mình kích ba mới 3 ngày bìa bắt đầu nó nhú lên rồi, đây rồi nhú nó sưng mầm lên rồi, đây mình sẽ cho ra 1-2 bông đầu. Sau này mình sẽ làm clip mình chỉ cho các bạn kích cây và kích bông, để muốn ra cây thì ra, muốn ra bông thì ra, tỷ lệ nó là không chắc chắn 100% nhưng mà sẽ là 73, muốn ra cây thì ra, muốn ra bông thì ra. Đây các bạn thấy không, mình đây là mình cho lên một cây nữa thôi, để mình dưỡng cái thân đây cỡ tầm cỡ 2 mét hoặc 1.8 tới 2 mét thôi chứ không có dài lắm đó các bạn. 2 tháng lên tầm cỡ 40 thôi, 2 tháng rồi. Đây là hàng của mình, ươm hàng kiến thôi. Rồi có cái có bông, mua từ rừng và cả trái luôn này, mua đa số mình chơi là hàng cam chờ rò. Đây các bạn thấy không, bông đồ là hàng kiến đa số, à đây là cái hàng kiến mình mua từ rừng về mình đây ươm. Các bạn khi muốn chơi hàng cam chờ rò cờ bang mang giang thì cứ liên hệ mình sẽ có mối cho các bạn. Đây vườn ươm của mình đây, toàn bộ hết, hàng nhỏ không à, hàng nhỏ không, không có hàng lớn đâu. Hàng lớn thì clip sau thì mình sẽ cho các bạn thấy các hàng lớn đó. Đấy các bạn thấy những cái loại đấy, những cái bông dạ hạt đây là từ rừng về nha các bạn. Anh em mình là cũng đi giao lưu rất là nhiều rồi ấy. Cái đó là anh em mình đỡ lại trồng chơi đấy, còn những cái bông kia là anh em mình cũng đi giao lưu với mọi anh em các vùng miền là cũng nhiều lắm đấy, cũng trao đổi bông lan đồ qua lại với nhau nhiều lắm đấy. Nếu mà các bạn nào mà có thú vui chơi những cái loại lan này thì cứ liên hệ với anh em mình nha. Video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn và anh chị các cách kích bông, kích rễ và thử nắm bệnh làm sao nhanh có rễ. Rồi video của anh em mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo.